Hello, xin chào năm sĩ anh em nha. Chúc anh em thật nhiều sức khỏe và thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Lại là mình đây, Phước Vũ Hồ. Vẫn rửa keo và thay nước cá như hàng ngày. Buổi sáng ngày hôm nay đây, Phước sẽ dắt tất cả anh em đi xem những con cá Dumbo Nemo mà hôm bữa Phước phơm đó mọi người. Hôm nay xem coi nó đẹp như thế nào rồi. Tai bơi nó đã nhú ra chưa? Màu sắc nó đã lên chưa? Và có luôn những cá thể độc lạ ở trong cái đàn Dumbo Nemo này của Phước làm ra. Bây giờ Phước sẽ quay cho anh em xem luôn. Có những con rất là thú vị anh em. Đây nè, cái chỗ này nè. Cái chỗ này là Phước phơm những con Dumbo Nemo nè. Bây giờ Phước sẽ chuyển hướng camera để cho anh em xem nhé. Đây là cái gương mà anh em nào chơi cá beta cũng biết cái bũ bói này. Đây là một bũ bói rất là lợi hại. Hay. Thử nha. Đó, anh em thấy ghê chua. Đừng nói là cá Dumbo nó hiền nha anh em. Đó ghê chua. Để Phước quay gần xíu cho anh em xem nè. Đó ghê chua. Anh em đừng có nói là con cá Dumbo nó hiền nha anh em. Đó, giờ anh em xem đi có hiền không. Cái dòng Dumbo Nemo này thật sự mà nói là hai cái tai bơi nó không thể nào mà to được bằng như những con Dumbo được ha anh em ha. Bởi vì nó mang cái kiểu gen của cái dòng Dumbo một ít và cái dòng Nemo một ít. Bởi vì anh em xem nè, lên được cái cặp tai như thế này rồi mà có được cái bộ màu của dòng coi Nemo nữa. Là điều này là rất là tuyệt vời rồi. Không thể nào mà mong muốn được hơn nữa. Còn muốn hơn nữa thì anh em biết phải sao không? Phải lai tạo hoặc là nhiều đời và giữ được cái kiểu gen này, gọi là cải thiện dòng cá, cải thiện đời cá nè. Bộ phơm rất là gắt anh em ha. Trời ơi, mấy con cá Nemo thường mà làm gì mà được hả? Ý lộn, mấy con cá Dumbo thường làm gì mà hạ được cái bộ phơm này anh em. Bộ phơm này là bộ phơm chuẩn của hạ mấy thằng coi Nemo luôn rồi anh em. Đó, màu đỏ thịt nè. Quá ghê gớm anh em ơi. Đó. Đây, quá đây nha. Ôi, bức phơm mà nó xanh âm luôn, không thấy đâu anh em ơi. Đấy. Đó, này thấy chưa? Nó lượn ra sao rồi. Nó lên nó thấy kiến nó làm rần con này em coi nè. Đó. Rồi, đảo vòng nữa xem coi. Cái keo này nó mờ quá anh em, sẽ khó thấy. Đó, anh em thấy nó nhú đầu anh chưa? Nhả cái tô bọt thôi nè. Trời ơi, cái này là sung lắm. Anh em bỏ xuống cái làm rần luôn anh em. Bén lên. Đó. Ghê chưa? Phải tém cái bèo quăng cái. Anh em xem nha. Đó. Ai nói cá Nemo hiền đâu, Dumbo hiền đâu. Dumbo mà hả, kiểu hình Dumbo nhưng mà hả, nó có cái máu liều trong ngừ, nó có cái máu của dòng coi trong ngừ mà. Bộ phơm quá bé này mày. Đó, ghê chưa? Đã hang này, cái con này nãy chưa quay được cho anh em xem nè, do cái nước nó độc quá, giờ nó nhú lên rồi, Phước để cho anh em xem nè. Trời ơi, Dumbo Nemo Cooper anh em ơi, anh em thấy cái ánh đuôi nó không? Lấp lánh à. Trời, cái này mà có đèn flash bật lên nó là chiếu luôn anh em. Quá ghê gớm. Đó. Quá ghê gớm. Vũ rồi ghê không? Rồi, qua đây thăm em này nha. Nhả bọt quá trời nè. Ben lên. Đó, trời, cá nuôi phải vậy nè. Đặt kiến xuống mà ben lên liền. Ừ.
đó đó, mà lúc này là máu liều nhiều hơn máu não rồi anh em đó. Trời ơi, cái form hiện nói là gắt thì thôi luôn, đừng nói tới bộ form nha. Này này, có người đến thăm đây, có người đến giành địa bàn với mày đây, chưa thấy được gương đó nè, lát thấy gương tắt lại cho anh em xem nè. Đó thấy rồi đó, nó bảo vệ lãnh thổ của nó anh em. Anh em thấy hai tay quạt ghê chưa, đó quá ghê gớm. Đây cái này hôm bữa còn ở trong đàn còn bơi chung ăn chung được, hôm nay cho ra keo rồi đó, cái bắt đầu là thể hiện cái đẳng cấp quan giả đó. Máu liều nhiều hơn máu não là anh em, đó ghê chưa. Đấy thằng con này nó sẹt ghê quá. Rồi xem bạn này nha. Vừa xuống ngã xuống nhiều thấy nhát rồi đó, từ 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 đó anh em thấy hai tay bơi chưa, mình form nó càng lâu cái tay bơi nó càng ra, cái tay bơi nó càng to anh em, nhưng mà nó không thể nào mà to được như là cái tay của cái con dòng Dumbo thuần luôn nha anh em. Cái tay nó chỉ cỡ này thôi, tay nó cái cỡ này thôi là giờ là dữ dằn ghê gớm lắm rồi. Anh này giống như là đang đợi kè sẵn hàng sao á đó. Trời ơi, cá mà bể xuống là phải ben liền đó đó, quá ghê gớm đó, mắt đỏ luôn anh em ha. Bà này đẹp quá, mà khoan để vớt lấy cái mấy bèo ra, mấy bèo này che hết rồi không thấy gì hết. Nào bây giờ là Balitello bắt đầu hiện kỹ năng đó, ghê chưa. Đây thím mày đang đợi kè nè, em thấy hả, tay bơi chưa đó, đã chưa. Và bây giờ là chương trình đặc biệt của chúng ta ngày hôm nay đây, Phước sẽ cho anh em xem một chú cá độc lạ Dumbo Nemo Cellophane đó, cái tên nghe hơi bị dài ha. Đó đây nó đây, không phải kem này, đây nó đâu ta, nó đây nè anh em. Lâu lâu á cái mình làm cá nó ra mấy con nó độc độc này nè, cái mình để dành mình chơi đó, lâu lâu bạn bè tới mình phe đó. Nhìn độc cho anh em. Cái đuôi màu trắng, hai cái tay bơi màu trắng luôn, còn nhiêu trắng nõn hết à, y lộn còn như cello đó, đọc chưa. À để Phước zoom lên nha, zoom lên cho anh em xem nha, họ nhìn cưng lắm nè, đó nhìn mẻ điệu lắm. Trời ơi, hai tay bơi kìa, đã chưa đó. Hỏi tay bơi với lại cái rìa đuôi với mép đuôi là có màu à, còn nhiều thì không có màu, quá độc đó. Mỹ nữ này, Ngọc Trinh nè, hai khăn quàng cũng có màu luôn nè. Nói chung là cá này nó chỉ có cái màu với là cái rìa thôi à, màu trắng của nó là chỉ tô ở những cái phần rìa đuôi đó, rìa tay bơi thôi nè đó, nên là làm con cá nhìn rất rất là nổi bật. Mọi người liên hệ với Phước qua số Zalo để trên màn hình nha, để chúng ta có thể giao lưu kết bạn cũng như là học hỏi chia sẻ kinh nghiệm. Và tuyệt vời hơn nếu như mọi người ủng hộ cho Phước một cặp cá nha, Phước chỉ bán một cặp cá chỉ từ 300 ngàn một cặp thôi. Và còn nữa mọi người ơi, Phước bán cá beta và bán luôn cả cám cá beta. Cám cá beta Phước phụ hồ, cá ăn rất mạnh, rất khỏe và đặc biệt là giá cả rất là rẻ luôn mọi người. Mọi người có thể thay thế trùng chỉ, giảm được cái chi phí khi mà nuôi con cá beta. Mọi người mua cám cá beta ủng hộ cho Phước luôn nha.
Hiện tại sản phẩm này Phước có bán rất nhiều ở trên Shopee cũng như là Lazada. Mọi người gõ cụm từ tìm kiếm cám cá beta Phước Vũ Hồ sẽ tìm thấy và ủng hộ cho Phước nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Dạ, đây luôn. Đây là mấy con cá Dumbo Nemo máy mà hôm bữa mà Phước phơm á. Bây giờ là Phước sẽ quay cho mọi người xem nha. Đối với cá máy là Phước quay như thế này. Đem thức ăn ra cho nó. Ham ăn lắm. Anh em xem đây. Hơi tối xíu nha. Đâu rồi? Phước gõ thì đã lên rồi nè. Đang phấn khích á. Đây anh em xem nè. Lâm nè. Cá máy sung lắm anh em ơi. Đó. Ghê chưa? Đó. Có nhiều anh em á hỏi Phước thế này. Cho cá ăn cám á là cá nó có cái máy nó có căn trứng không anh? Rồi màu nó có lên hay không? Đó. Trời ơi anh em xem nè, đó. Trước mắt anh em luôn nha. Cái máy Dumbo Nemo. Đó. Cho con cám thôi chứ đã cho cái gì đâu. Mà con nào nấy mập ú. Còn do. Đó thấy cám mà bay anh táp bập anh em thấy không? Quay thực tế luôn rồi nè. Đây có cho ăn gì nè anh em xem nha. Nhảy lên làm rần nè. Đó. Cá mái cho con cám không à. Con nào con nấy mập ú tròn voi đó. Đó. Rồi. Quá trời nè anh em. Đó anh em xem coi hả có cần phải mà hả trùng chỉ bo đồ các kiểu không? Đó, bình thường ăn cám thôi nè anh em nè, quay con máy anh em xem nè. Giùm mình nè. Đó, ăn cám không mà gì đó. Anh em còn chỗ này Phước không biết gọi là gì luôn anh em. Đó, trong cái đèn Dumbo ra nè, đó. Dumbo xanh nè. Ghê chưa? Dumbo tím nè. Đó, mấy con Dumbo này nó nói là nó xanh nó kiểu như là mấy cái con cá mà anh em mình nuôi cá koi hay là cá fancy nó không lộ của anh em nó ra cái màu xanh này nè. Đó Dumbo xanh nè, ghê không? Đọc chưa? Mấy cái con này tuy là nó không có ra lột được cái thịt Nemo đó, nhưng mà nó vẫn mang được cái kiểu gen của Dumbo Nemo ha anh em ha. Nếu như mà anh em mà lấy những con này về á mà anh em gọi là em yêu khoa học á, anh em cho lai tạo nó dẫn ra nhưng mà tỷ lệ nó sẽ ít hơn đó. Thì những bé này thì giá nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều ha anh em ha. Đó, nhưng mà làm thì tỷ lệ ra nó vẫn có đó. Giống như là kiểu như mà nó mang kiểu gen trong người rồi đó, thì làm cỡ nào cũng phải có được cái cá thể Dumbo Nemo cho đời sau chứ không có nào mà không có được.